ta lại gặp nhau trong chương trình Công nghệ và Cuộc sống phát sóng trên kênh NTV để cùng tìm hiểu, khám phá những thông tin đa dạng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật. Phần tin tức sẽ cập nhật những sự kiện khoa học và công nghệ đáng chú ý trong nước và quốc tế trong thời gian qua. Tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ lạnh là nội dung trong mục Câu chuyện công nghệ, và các chuyên gia sẽ giải đáp những câu hỏi trong việc sử dụng tủ lạnh có hiệu quả. Cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chương trình. Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Khoa học Hải dương Hàn Quốc đã chế tạo thành công chú robot cua khổng lồ có khả năng lặn sâu và đi bộ dưới đáy đại dương lớn nhất thế giới. Chú robot này có tên là Crafter CR2000, nặng 635 kg, có hình dạng như loại giáp xác. Trên cơ thể của robot được trang bị 11 máy ảnh sóng âm có thể chụp xuyên những bọt trắng xóa với tốc độ chụp nhanh và chuẩn xác, và máy ảnh HD màu dùng để phóng to các vật vô cùng nhỏ dưới đáy đại dương. Các nhà khoa học dự định sẽ mang robot cua đến vùng biển Hoàng Hải thuộc Thái Bình Dương để giúp các nhà khảo cổ học điều tra vụ đắm tàu vào thế kỷ cách đây hàng trăm năm. Một bà mẹ ở Ireland đã phát minh ra loại khung đứng đặc biệt giúp con trai bị bại não có thể đi lại bình thường, thay vì phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt ngày. Bộ khung được thiết kế với chiếc thắt lưng giúp trẻ có thể đứng thẳng dậy bằng cách gắn nó vào chính người của bố mẹ. Ngoài ra, đôi dép đặc biệt cho phép phụ huynh và trẻ bước cùng một lúc, giúp tay được thả lỏng. Ý tưởng của người mẹ này đã được một công ty tại Bắc Ireland nghiên cứu và đưa vào sản xuất để bày bán rộng rãi, mở ra hy vọng thay đổi cuộc sống của vô số trẻ em khuyết tật. Sản phẩm này có thể giúp trẻ khuyết tật phát triển tiến bộ cả về thể chất lẫn tình cảm. Theo một nghiên cứu mới ở Anh, tin nhắn và sử dụng các thiết bị di động suốt thời gian dài có thể dẫn đến tuổi thọ trung bình thấp hơn. Tư thế uốn cong gập người của những cá nhân sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng có thể gây ra những vấn đề về hô hấp, dẫn đến các bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong cao hơn. Các nhà khoa học nghiên cứu giải thích khi một người hạ thấp đầu và thu vai trong khi nhìn vào các thiết bị di động, họ sẽ khó hít thở đầy hơi vì sự hạn chế của các cơ. Thêm vào đó, các xương sườn không hề cử động thích hợp, khiến tim và phổi hoạt động kém đi. Điều này làm dấy lên lo ngại đối với tầng lớp thanh niên, là nhóm đối tượng sử dụng smartphone và máy tính bảng lớn nhất trong xã hội hiện nay. Theo đề án số hóa truyền hình của Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ mùng 1 tháng 4, các TV 32 inch trở lên được nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam đều phải tích hợp chức năng thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo chuẩn DVB-T2. Quy định mới giúp người mua TV không cần sắm thêm đầu thu kỹ thuật số set-top box mà vẫn có thể thu tín hiệu truyền hình số. Hầu hết các hãng điện tử lớn đã hoàn thành đúng kế hoạch khi tích hợp chuẩn mới nhất cho tất cả các mẫu TV 2014, màn hình trên 32 inch, và các siêu thị điện máy cũng đã sẵn sàng cho thời điểm chuyển đổi này. Vòng loại cuộc thi Robocon Việt Nam 2014 đã chính thức khai mạc tại 3 khu vực. Cuộc thi ở khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội với 110 đội. Miền Trung Tây Nguyên được tổ chức tại Đà Nẵng gồm 31 đội và miền Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với 20 đội. Theo lịch trình, vòng loại cuộc thi diễn ra từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 4. Sau đó, 32 đội xuất sắc sẽ tham gia vòng thi chung kết từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 5 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đội giành giải cao nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Robocon châu Á Thái Bình Dương, được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 8 năm 2014. IBO Robocon 2014 có chủ đề gần gũi và đầy ý nghĩa là gia đình robot, nhằm vinh danh, ngợi ca những bậc cha mẹ vì những cống hiến và đóng góp vĩ đại của họ cho những người con, chủ nhân tương lai của đất nước. Các đội thi đấu trong sân chơi Robocon 2014 sẽ phải thiết kế và chế tạo một gia đình robot. Sân thi đấu năm nay sẽ là một công viên để hai đội, hai gia đình robot thực hiện ba trò chơi là cầu bập bênh, đi bộ trên cột và xích đu. Thử thách lớn của đề thi năm nay là việc thực hiện các bước chuyển tiếp của robot trên sân thi đấu phức tạp hơn. Các ga tàu điện ngầm ở những thành phố lớn như London nước Anh và New York của Mỹ, theo truyền thống, thường là các cấu trúc rộng lớn giống như thánh đường. Tuy nhiên, một đề xuất mới nêu ý tưởng xây dựng các nhà ga thẳng đứng đầu tiên trên thế giới với các đoàn tàu leo một bên tòa nhà cao chọc trời. Tác giả của ý tưởng trung tâm tàu siêu tốc thẳng đứng là hai nhà thiết kế người Anh. Họ giải thích dự án này nhằm ra đời giải quyết những thách thức chắc chắn sẽ xảy ra buộc các thành phố phải đối mặt vào năm 2075. Dự án được kỳ vọng sẽ mang tới một giải pháp tháo gỡ khả thi cho hoạt động vận tải trong tương lai, giúp tiết kiệm không gian đô thị và cho phép hành khách ra vào ga thuận tiện hơn. Đề xuất của nhóm Christopher Mazarasa đã biến đổi dạng thức truyền thống của thiết kế ga tàu theo chiều ngang như hiện nay thành một cấu trúc lớn hình trụ và tháp tàu.
Các tòa tháp neo đỗ tàu do đó sẽ giúp khắc phục việc tiêu tốn diện tích đất xây dựng so với những ga tàu truyền thống như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay tủ lạnh đã trở thành một người bạn thân thiết của mỗi gia đình với chức năng lưu trữ, bảo quản và giữ lạnh thực phẩm. Đặc biệt là trong thời điểm mùa hè đang đến rất gần thì nhu cầu sử dụng tủ lạnh lại ngày càng tăng cao. Và đã không ít lần bạn tò mò vì sao chiếc tủ lạnh của mình thỉnh thoảng lại kêu ro ro mà nhờ đó thực phẩm được giữ lạnh tươi mới một cách thần kỳ. Và một câu chuyện công nghệ kỳ này sẽ giải thích rõ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của chiếc tủ lạnh. Hầu hết trong các bếp ăn của gia đình trên thế giới đều có những chiếc tủ lạnh với kích thước, chủng loại hoặc kiểu dáng khác nhau. Khi mua tủ lạnh của bất kỳ hãng nào, bạn đều được nhân viên bán hàng tư vấn và giới thiệu đầy đủ về các tính năng nổi bật vượt trội của tủ. Những phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của tủ thường rất ít khi được đề cập. Cấu tạo cơ bản của tủ lạnh thường gồm có trước hết là máy nén, chủ yếu là loại máy nén 1 hoặc 2 piston, dùng cơ cấu quay tay thanh chuyển biến chuyển động quay thành chuyển động tĩnh tiến qua lại của piston. Nhiệm vụ của máy nén là hút hết hơi môi chất tạo lạnh tạo ra ở dàn bay hơi, đồng thời duy trì áp suất cần thiết cho sự bay hơi ở nhiệt độ thấp và nén hơi từ áp suất bay hơi lên áp suất ngưng tụ đẩy vào dàn ngưng. Dàn ngưng là thiết bị trao đổi nhiệt giữa một bên là môi chất lạnh ngưng tụ, một bên là môi trường làm mát hoặc nước hoặc không khí. Nhiệm vụ của dàn ngưng là thải nhiệt của môi chất ngưng tụ ra ngoài môi trường. Vì thế nó được lắp đặt, một đầu được lắp vào đầu đẩy của máy nén và đầu kia, đầu môi chất lỏng tạo ra được lắp vào pin sấy lọc trước khi nối với ống mao. Dàn ngưng thường làm bằng sắt, đồng có cánh tản nhiệt. Tiếp theo là dàn bay hơi. Đây là thiết bị trao đổi nhiệt giữa một bên là môi chất lạnh, một bên là môi trường cần làm lạnh. Nhiệm vụ của dàn bay hơi là thu nhiệt của môi trường lạnh cấp cho môi chất lạnh sôi ở nhiệt độ thấp. Dàn này được lắp sau ống mao hoặc van tiết lưu trước máy nén trong hệ thống tủ lạnh. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến chất làm lạnh hay còn gọi là ga. Đây là chất lỏng dễ bay hơi được đặt trong tủ lạnh để tạo nhiệt độ lạnh. Nhiều hệ thống lắp đặt công nghệ sử dụng amoniac tinh khiết như chất làm lạnh. Nhiệt độ bay hơi của nó là vào khoảng âm 27 độ F, tương đương khoảng âm 32 độ C. Nguyên lý hoạt động của tủ lạnh cực kỳ đơn giản. Nó sử dụng hơi nước khô để hấp thụ nhiệt. Máy nén nén khí làm lạnh, làm tăng áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh. Dàn ngưng bên ngoài tủ lạnh cho phép chất làm lạnh có thể giảm bớt nhiệt do áp suất gây ra. Các chất lạnh nguội đi sẽ ngưng tụ thành chất lỏng tinh khiết và chảy qua các van tiết lưu. Khi chảy qua các van tiết lưu thì các chất lỏng làm lạnh chuyển từ khu vực có áp suất cao sang khu vực có áp suất thấp, sau đó chất lỏng này lại bay hơi, thường thì có màu xanh nhạt. Trong khi bay hơi, nó hấp thụ nhiệt và bắt đầu làm lạnh. Dàn bay hơi cho phép các chất làm lạnh hấp thụ nhiệt, làm lạnh bên trong của tủ lạnh. Các chu kỳ cứ được lặp đi lặp lại như vậy. Đó cũng là nguyên nhân khoảng 15 phút bạn lại nghe máy kêu ro ro một lần và bạn có thể yên tâm là không có vấn đề trục trặc xảy ra đối với tủ lạnh nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, tủ lạnh mang lại hiệu quả cao trong việc lưu trữ và bảo quản thực phẩm, ngày càng trở nên quan trọng đối với đời sống của con người. Và mục tư vấn công nghệ kỳ này, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Công Dũng, trưởng siêu thị điện máy Hòa Bình để cùng giải đáp một số câu hỏi xoay quanh việc sử dụng tủ lạnh có hiệu quả. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Công nghệ và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Có một câu hỏi mà khá nhiều người tiêu dùng thắc mắc, đấy là thời điểm mùa hè đang đến rất gần và các gia đình thường phải sử dụng các thiết bị điện tử điện lạnh khá nhiều. Tuy nhiên thì thời điểm hiện nay thì giá điện lưới lại ngày càng tăng cao. Vậy anh có thể tư vấn cách sử dụng tủ lạnh như thế nào để tiết kiệm điện năng nhất? Tủ lạnh là một cái sản phẩm gia dụng mà thường xuyên kết nối với nguồn điện. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Do vậy là việc sử dụng tủ lạnh đúng cách thì không những là tiết kiệm điện năng mà còn tăng tuổi thọ của sản phẩm. Thì để sử dụng tủ lạnh đúng cách thì chúng ta trước tiên là tủ lạnh chúng ta khi lắp đặt, chúng ta nên lắp đặt tủ lạnh ở nơi có thoáng mát, cách phía sau và hai bên tủ là mỗi bên khoảng 10 cm. Và thứ hai tức là nên để tủ lạnh ở nhiệt độ trung bình hoặc là thấp, thì tầm ngăn đông vào tầm khoảng âm 18 độ và ngăn mát tầm 7 đến 8 độ là vừa đủ. Và trong cách bố trí cái thực phẩm ở trong tủ lạnh thì chúng ta nên bố trí trừ lối để cho không khí nó lưu thông, và như vậy cũng là một cách để tiết kiệm điện và có thể là đảm bảo độ tươi ngon cho sản phẩm. Và nữa là chúng ta có thể là
hạn chế việc mở tủ lạnh liên tục. Và ngoài những cách trên thì chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm tủ lạnh công nghệ mới sử dụng công nghệ biến tần inverter, cũng là một sản phẩm có thể là tiết kiệm được tối đa cái điện năng của mình sử dụng. Có một vị khán giả ở địa chỉ email hoangthong507a@gmail.com đã gửi câu hỏi đến cho chương trình muốn được anh tư vấn. Đấy là tôi có thường xuyên nghe cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tủ lạnh hết ga hay rò rỉ ga. Vậy làm thế nào để nhận biết được thời điểm tủ lạnh hết ga và cách giải quyết hợp lý nhất? Tủ lạnh hết ga hoặc rò rỉ ga thì nó rất là nguy hiểm. Thì để nhận biết được các cái tủ lạnh hết ga thì quý vị có thể thấy qua các cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là khi cho thực phẩm vào thì thời gian làm lạnh nó lâu hơn. Và thứ hai là cái máy nén hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Và thứ ba là chúng ta có thể cảm nhận được rằng là cái tủ lạnh của chúng ta nó rung hơn, ồn hơn so với bình thường. Và thứ tư là cái dàn nóng chỉ là hơi nóng và dàn lạnh có thể là có tuyết bám hoặc là tuyết bám không đều. Cách giải quyết của chúng ta là có thể gọi điện đến trung tâm bảo hành của sản phẩm hoặc là liên hệ với trung tâm bảo hành tại nhà của chúng tôi qua số điện thoại 0383 560 560 để được tư vấn. Tạp chí Công nghệ và Cuộc sống tiếp tục trở lại với những thông tin thú vị trong mục tương tác dành cho khán giả. Ở kỳ trước câu hỏi của chương trình, theo bạn www là viết tắt của từ gì và đáp án đúng là đáp án A, World Wide Web. Và vị khán giả may mắn đã trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là anh Nguyễn Văn Hưng ở địa chỉ phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 0123 487 7377. Và câu hỏi của kỳ này như sau. Theo bạn, nguyên lý hoạt động của tủ lạnh là gì? A. Sử dụng hơi nước khô để hấp thụ nhiệt. B. Sử dụng dòng điện để hấp thụ nhiệt. Quý vị hãy chọn tin nhắn theo cú pháp CNCS-XXI, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thư từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học và công nghệ, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email congnghevacuocsongntv@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ Facebook Công nghệ và Cuộc sống NTV hay gọi điện thoại đến đường dây nóng 0383 999 686. Và hãy nhớ truy cập vào địa chỉ website truyenhinhnghean.vn để xem lại những chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ, Hà Phương xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.